Đẹp đấy. Mình thì tưởng cá chép với vật kìa. Con này nó không hốc rồi. Đánh nhau. Đấy, đấy, quay đuổi nhau. Nó có bơi đâu, nó chạy đấy. Nó không đuổi nhau, nhau nó không đúng kẹ, đúng đôi của nó. Không, nên kiểu nó không lấn chân đấy. Đúng rồi. Gây hàn thế nào không? Thank you.